chào các bạn. Bây giờ là buổi sáng của ngày thứ 6 Black Friday, ngày hội khuyến mại lớn nhất của năm. Đối với nhiều người á, thì hôm nay là cơ hội để đi mua sắm. Nhưng mà đối với những lập trình viên như mình á, thì hôm nay lại phải làm việc nhiều hơn. Nhất là những người mà làm việc bên mảng marketing á, họ sẽ phải đảm bảo cho hệ thống hoạt động luôn suôn sẻ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi người. Kể từ sau dịch á, thì mọi người sẽ chỉ cần lên công ty vào thứ 3 và thứ 5 thôi. Nhưng mà hôm nay mình lên công ty để có thể tập trung vào công việc hơn. Nhân tiện mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về một ngày làm việc của mình, để xem một ngày làm việc của lập trình viên sẽ như thế nào. Mình thì ở trên một quả đồi, cách bến tàu tầm khoảng 5 phút đi bộ. Từ bến tàu này tới công ty mình thì khoảng 20 phút thôi, thì cũng khá thuận tiện. Buổi sáng thì mình sẽ lội bộ ra đây và đợi tàu. Tầm khoảng 8 đến 10 phút thì sẽ có một chuyến. Và đây là chuyến tàu nó sắp tới thôi các bạn. Tàu cũng có khá nhiều ghế trống nhưng mà mình thích đứng hơn, tại vì công việc của mình ngồi nhiều vậy. Sau tầm khoảng 20 phút đó, thì tàu sẽ tới với trung tâm và mình sẽ phải đi thang cuốn để lên mặt đất, tại vì cái bến tàu này nó nằm sâu ở dưới lòng đất ấy. Đây là quảng trường trung tâm của thủ đô nhưng mà khá là vắng các bạn, tại vì dân số ở đây họ ít lắm. Dân số của toàn thể đất nước này chỉ bằng dân số của thành phố Hồ Chí Minh thôi, trong khi diện tích của đất nước này gấp tầm khoảng 250 lần diện tích của thành phố Hồ Chí Minh ấy. Đây là vòng xoay cùng với tòa tháp trung tâm. Ở đây người ta đi phương tiện công cộng hoặc là đi bộ không à, chứ đi xe riêng của mình lắm, cho nên không khí khá là trong lành, với lại cũng khá là vắng. Và đây là công ty của mình. Công ty của mình được thuê văn phòng của WeWork, nó nằm trong một cái mall cũng khá là lớn ở trung tâm. Đây là chiếc thẻ công ty của mình. Thẻ này thì có thể dùng để đi thang máy và cũng có thể dùng để mở cửa vào công ty, nó để đảm bảo cho việc an ninh. Mình vừa đi qua khu pantry, nơi mà người có thể ăn trưa, uống cà phê hoặc là tổ chức những buổi tiệc nhỏ. Đi sâu vào bên trong thì là nơi làm việc chính của mình. Và đây là bàn làm việc của mình. Team mình thì có 3 người, nhưng mà hôm nay 2 thanh niên kia nghỉ rồi. Một thằng thì ở nhà chăm vợ chuẩn bị sinh, và một thằng thì phải ở nhà để trưa chở vợ đi shopping. Buổi sáng của mình thì bắt đầu bằng việc setup bàn làm việc. Setup thì cũng đơn giản thôi. Ở đây sẽ có một cái dock để mình kết nối tất cả mọi thiết bị ngoại vi. Mình chỉ cần cắm cái dây USB Type-C vào là được. Và cuối cùng là lấy chuột, bàn phím và tai nghe ra. Sau đó thì mình sẽ tiến hành check mail, check những group trong team và check hệ thống quản lý task, xem có những cái gì đó quan trọng cần phải xử lý ngay hay không. Qua đó mình cũng định hình được một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào. Task nào quan trọng cần phải làm trước, task nào ít quan trọng hơn có thể làm sau. Quá trình này thì tốn tầm 5 đến 10 phút thôi. Sau khi kiểm tra và không có task nào quá urgent mà bắt buộc phải làm ngay, thì mình sẽ đi qua chỗ pantry lúc nãy để lấy một cốc nước. Pantry ở đây thì cũng khá đầy đủ, có cả máy pha cà phê, tủ lạnh, cốc, ly và dụng cụ để ăn uống. Nước ở đây thì rất là sạch, bạn có thể uống nước trực tiếp từ vòi luôn, nhưng mà mình lấy nước từ máy tại vì ở đây có nước ấm. Và sau đó thì mình sẽ quay trở lại bàn làm việc và chuẩn bị cho buổi họp đầu ngày. Buổi họp này thì mọi người sẽ báo cáo những việc mà mình đã làm ngày hôm qua và kế hoạch những việc mình sẽ làm trong ngày hôm nay. Theo như mô hình á, thì buổi họp này diễn ra tối đa 15 phút thôi. Ở đây mọi người báo cáo là chính, những cái vấn đề và tranh luận sẽ không diễn ra trong này. Sau khi họp xong thì mình sẽ xuống quầy pha chế để lấy một cốc cà phê. Ở đây sẽ có người pha chế riêng và cũng có máy xịn sò nên cà phê sẽ ngon hơn nhiều so với máy pha cà phê bình thường. Do hôm nay là một ngày đặc biệt nên mình phải monitor hệ thống thường xuyên để xem có sự cố gì xảy ra hay không. Đây là những biểu đồ về tài nguyên mà hệ thống đang sử dụng trong thời gian thực. Ngoài ra chúng ta cũng có thể theo dõi số lượng lượt truy cập, số lượng lỗi. Qua đó có thể dễ dàng nhận biết những điều bất thường và tìm phương án xử lý phù hợp. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy có tới gần 2 triệu lượt người truy cập trong những ngày vừa qua. Ngoài ra mình cũng cần monitor hệ thống team chat để xem có những thông báo về sự cố từ những team khác hay không. Do hôm nay là ngày Black Friday nên trước giờ nghỉ trưa chúng mình có thêm một cuộc họp giữa các team với nhau để xem quá trình vận hành có vấn đề gì hay không.
và sau đó thì mình đi ăn trưa. Trưa nay thì mình ăn một món rất là nổi tiếng ở IKEA, đó là món thịt viên. Món này thì khá là ngon và giá thì cũng rẻ, chỉ tầm 6 đô thôi. Buổi chiều thì mình quay trở lại làm việc bình thường. May mắn là hệ thống hoạt động suôn sẻ, cũng không có sự cố gì xảy ra cả. Công việc của mình kết thúc lúc 6 giờ, lúc này thì trời cũng đã tối. Nhưng mà lúc này thì một ngày mua sắm mới thực sự bắt đầu với những lập trình viên như giúp mình. Mình dạo quanh một số cửa hàng ở trong mall nơi việc làm, ngắm nhìn thành phố lúc về đêm, và cũng lựa chọn cho mình được một số món đồ nhân dịp Black Friday.